7 năm thành lập của Zen Chapter. Ok thưa quý vị, 7 năm là một khoảng thời gian một hành trình vô cùng là tuyệt vời. Đó cũng là một thời thanh xuân của rất nhiều các anh chị tại đây. Và với chủ đề Home Sweet Home, chúng tôi muốn khẳng định một lần nữa Zen Chapter sẽ là một đại gia đình vô cùng là ấm áp, đầy yêu thương, đầy hạnh phúc. Để bất cứ khi nào quý vị, tất cả các thành viên của Zen bị sóng gió bên ngoài nó trà đạp mình, thì ta quay về đây, quay về với Zen, chúng tôi trở lại với tất cả quý anh chị. Và một lần nữa xin chào tất cả các anh chị đến với nhà thân thương của Zen Chapter.